cảnh sát giao thông và công an xã bắt cướp như trong phim Đại úy Nguyễn Xuân Thoại, phó đội trưởng trạm cảnh sát giao thông Đa Nhiêm, thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng, đóng tại quốc lộ 27C, địa phận xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương. Chính là một trong ba người đã trực tiếp truy đuổi, khống chế và bắt giữ hai đối tượng đã gây ra vụ cướp manh động xảy ra tại quốc lộ 27C, đoạn gần điểm du lịch Chu Du, xã Đa Nhiêm. Đại úy Nguyễn Xuân Thoại kể lại, khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 2, trạm cảnh sát giao thông nhận được tin từ công an xã Đa Nhiêm về việc một đối tượng sau khi dùng dao khống chế, cướp nhiều tài sản của khách đi đường đã lên xe ô tô biển kiểm soát 49A-299. Di chuyển ra hướng thành phố Đà Lạt. Lập tức, Đại úy Nguyễn Xuân Thoại chỉ đạo toàn bộ lực lượng của trạm đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 27C tiến hành chốt chặn tại các ngã đường hướng ra Đà Lạt, đồng thời trình báo sự việc và xin ý kiến chỉ đạo từ Trung tá Cù Tuấn Nghĩa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng. Được sự phối hợp tích cực của chủ xe, Đại úy Thoại cùng Thượng úy Nguyễn Như Trung, Phó trưởng Công an xã Đa Nhiêm đã xác định được vị trí xe ô tô biển kiểm soát 49A-299. Xuất hiện tại thành phố Đà Lạt. Sau khi xin ý kiến của lãnh đạo công an huyện Lạc Dương, Thượng úy Nguyễn Như Trung cùng Đại úy Nguyễn Xuân Thoại cải trang thành người đi đường, di chuyển bằng xe cá nhân ra thành phố Đà Lạt cùng với chủ xe ô tô biển kiểm soát 49A-299. Lần theo dấu vết của đối tượng. Trong thời gian này, các trinh sát hình sự công an huyện Lạc Dương cũng đang phối hợp với công an tỉnh Lâm Đồng truy bắt đối tượng đã gây ra vụ cướp. Sau khi phát hiện được xe ô tô biển kiểm soát 49A-299, trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Đại úy Nguyễn Xuân Thoại lập tức điều khiển xe bám theo. Đặc biệt, trong lúc bắt giữ đối tượng cầm lái, xe biển kiểm soát 49A-299 đã trôi tự do ra hướng đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, nhưng đã được các anh kịp thời chạy tới kéo phanh, đồng thời khống chế, bắt giữ đối tượng còn lại đang ngồi phía sau xe. Đặc biệt, trong lúc bắt giữ đối tượng cầm lái, xe biển kiểm soát 49A-299 đã trôi tự do ra hướng đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, nhưng đã được các anh kịp thời chạy tới kéo phanh, đồng thời khống chế, bắt giữ đối tượng còn lại đang ngồi phía sau xe. Tại cơ quan công an, sau một hồi quanh co chối tội, cả hai buộc phải khai nhận hành vi của mình. Lời khai kinh hoàng. Vụ truy sát ở Mỹ Tho ngày 26 tháng 2, công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ 6 đối tượng để điều tra là rõ hành vi giết người xảy ra ngay trên đường phố, gây hoang mang dư luận xã hội. Đó là Võ Lê Tùng Minh Khờ, sinh năm 1990, Trương Minh Phủ sinh năm 1994, Võ Thành Tâm Bình Mông, sinh năm 1986, Trần Quốc Tẹo sinh năm 1993, Nguyễn Việt Hùng Cu Lì, sinh năm 1995, Trần Phương Tuấn Tuấn Rùi, sinh năm 2001 cùng ngụ tỉnh Tiền Giang. Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 18 tháng 2, Phụ ở nhà trọ Mạnh Cậu thì Tèo điện thoại rủ uống cà phê. Sau đó cả nhóm bịt khẩu trang kéo đến ngã tư Nguyễn Huỳnh Đức và Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho thì thấy anh Võ Văn Trường, sinh năm 2001 ngồi uống cà phê cùng hai người khác. Cả nhóm dừng xe và Tùng dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người, còn Vũ đâm Trường tử vong. Khám nghiệm tử thi cho thấy Trường bị ba vết thương lớn là đứt lìa tổ chức xương cơ cổ tay phải, đứt gãy hở hai xương cẳng chân phải, vết thương lưng trái làm đứt lìa động mạch giang xương sườn sau 8-9, rách thủy phổi trái. Nguyên nhân ban đầu, nhóm đối tượng khai do có mâu thuẫn từ lâu. Hà Nội, bắt quả tang 25.000 khẩu trang trôi nổi, tập kết tại Thành Công ngày 26 tháng 2. Tin từ Công an quận Ba Đình thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng bắt quả tang chủ lô hàng 25.000 chiếc khẩu trang tập kết tại khu tập thể Thành Công và đang xử lý theo quy định. Cụ thể, sáng 24 tháng 2, đội an ninh Công an quận Ba Đình phối hợp đội quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra lô hàng tập kết tại số nhà 104C10TT Thành Công, Ba Đình. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng 10 thùng cắt tông chứa khoảng 25.000 chiếc khẩu trang không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Chủ lô hàng trên được xác định là Phạm Trung Đức, sinh năm 1992, trú tại phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đức khai nhận đã thu mua khẩu trang trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Bắt phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Bộ Công an ngày 26 tháng 2. Tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã liên tiếp bắt giữ hai đối tượng có lệnh truy nã gồm Lê Nguyên Vũ, sinh năm 1987, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và Bùi Văn Thương, sinh năm 1992, ngụ huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Đây là hai đối tượng bị Công an tỉnh Bình Phước và trại giam Thanh Cẩm, Bộ Công an ra quyết định truy nã. Trong đó, Lê Nguyên Vũ bị Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là đối tượng đã có hai tiền án về tội giết người và cố ý gây thương tích. Vừa ra tù tháng 9 2018 đã tiếp tục phạm tội và bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 26 tháng 2, Lê Nguyên Vũ đã bị trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Còn Bùi Văn Thương là phạm nhân đang thi hành án tại trạm giam Thanh Cẩm, Bộ Công an, đóng tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, lợi dụng lúc lao động cải tạo đã bỏ trốn. Tuy nhiên, ngay trong ngày, Thương đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng trại giam Thanh Cẩm tóm gọn. Và chủ tài khoản Facebook lợi dụng vụ Tuấn Khỉ để xuyên tắc vào ngày 18 tháng 2 năm 2020, tài khoản Facebook Trịnh Thư chia sẻ đoạn video với nội dung hồ sơ mật, Tuấn Khỉ gia nhập tình báo Hoa Nam, Bộ Công an bất lực dựng hiện trường giả. Sở TTTT xác định chủ tài khoản Facebook Trịnh Thư của bà Trịnh Bình Thư, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1981, ở ấp Công nghiệp, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Phối hợp với công an địa phương, bà Trịnh Bình Thư được rõ. Bà Trịnh Bình Thư cho rằng, thấy trên mạng có đoạn video hồ sơ mật, Tuấn Khỉ gia nhập tình báo Hoa Nam, Bộ Công an bất lực dựng hiện trường giả, và không biết nội dung xuyên tạc, xúc phạm và bà đã xóa bỏ. Hành vi này đã vi phạm vào điểm G, khoảng 3, điều 66, Nghị định 174/2013/NDCP, ngày 13 tháng 11 năm 2013, của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện cung cấp, trao, đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Với hành vi trên, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Bình Thư theo quy định tại điểm G, khoảng 3, điều 66 Nghị định số 174/2013/NDCP, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 7 triệu 500 nghìn đồng. Let's look at why.